Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dân chủ Hồng Kông, Mỹ bảo vệ, Trung Quốc lùng bắt. Sau khi chính quyền Hồng Kông, thân Bắc Kinh ban bố một loạt lệnh truy nã quốc tế để bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ tị nạn hoặc cư trú ở nước ngoài, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những người tranh đấu lưu vong và lên án chế độ độc tài tại Bắc Kinh. Trong một tuyên bố đăng trên trang tweet của ông vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã xác định lập trường của Hoa Kỳ là lên án mưu toan của Đảng Cộng sản Trung Quốc truy bắt các nhà hoạt động về dân chủ cư trú ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, kể cả ở Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh chụp màn hình một tweet của Ngoại trưởng Mỹ vào hôm 4 tháng 8 cam kết bảo vệ các nhà dân chủ bị truy nã. Ông cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không có khả năng chấp nhận để người dân tự do suy nghĩ và còn tìm đủ mọi cách để tung ra bàn tay chấn áp ra bên ngoài biên giới. Trong tình thế này, Ngoại trưởng Pompeo cam kết Mỹ và các quốc gia tự do sẽ bảo vệ những người đấu tranh vì tự do đang bị đe dọa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng phản ứng như trên khi truyền thông chính thức Trung Quốc đưa tin cảnh sát Hồng Kông ra lệnh bắt giữ 6 nhà hoạt động dân chủ hiện đang sống lưu vong vì bị tình nghi vi phạm luật an ninh quốc gia. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, mạng lưới truyền hình nhà nước, cho biết 6 người bị truy nã vì nghi ngờ, kích động, ly khai hoặc thông đồng với các lực lượng bên nước ngoài. Cả hai tội danh này đều có thể bị trừng phạt tù chung thân theo luật an ninh mới như vậy. Vậy 6 nhà hoạt động dân chủ này là những ai? Đây là hình ảnh Chimo Cheng, gọi là Trịnh Văn Kiệt, và Nathan Lout, tức là La Quán Thông, hai trong số 6 người bị truy nã theo luật an ninh mới. 6 người này, theo CCTV và truyền thông Hồng Kông, bao gồm người thứ nhất là Trịnh Văn Kiệt, một cựu nhân viên lãnh sự quán Hồng Kông của Vương quốc Anh, người gần đây đã được cấp tị nạn chính trị ở Anh. Ông đã bị giam giữ vào tháng 8 năm 2019 khi đang đi công tác ở Trung Quốc đại lục và bị buộc tội kích động tình trạng bất ổn chính trị ở Hồng Kông. Simon Cheng đã phủ nhận điều này và nói rằng đã bị đánh đập và buộc phải ký vào những lời thú tội giả trong khi bị giam giữ tại Trung Quốc. Phản ứng trước các tin tức về lệnh bắt giữ, ông Cheng nói với đài BBC rằng ông sẽ không ngừng nói về các vấn đề Hồng Kông. Ông nói, chế độ toàn trị hiện đang kết tội hình sự đối với tôi và tôi sẽ coi đó không phải là một sự xấu hổ mà là vinh dự. Người thứ hai là Nathan Lout, tức là La Quán Thông, 27 tuổi, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, đã trốn sang Anh. Anh đã viết trên trang tweet rằng, tôi không biết tội ác của mình là gì và tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Có lẽ tôi yêu Hồng Kông quá nhiều. Nathan Lai lần đầu tiên lên tiếng với tư cách là một nhà lãnh đạo biểu tình sinh viên vào năm 2014. Anh nói rằng anh thất vọng và sợ hãi khi phải sống lưu vong và anh sẽ phải cắt đứt mối quan hệ của mình với gia đình ở Hồng Kông. Người thứ ba là Samuel Chu, một công dân Hoa Kỳ. Anh là con trai của mục sư Chu Linh Minh, một mục sư Baptist, một trong những người sáng lập phong trào Dù Vàng vào năm 2014. Ông Chu điều hành Hội đồng Dân chủ Hồng Kông có trụ sở tại Washington DC và cho biết lần cuối cùng ông đến thăm Hồng Kông vào tháng 11 năm 2019. Ông nói, tôi có thể không phải là công dân Trung Quốc đầu tiên bị nhắm tới, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng. Nếu tôi bị nhắm mục tiêu, bất kỳ người Mỹ và bất kỳ công dân nào của bất kỳ quốc gia nào lên tiếng cho Hồng Kông đều có thể và cũng sẽ như vậy. Luật an ninh quốc gia có các điều khoản ngoài lãnh thổ nói rằng bất kỳ ai, kể cả cư dân không phải là người Hồng Kông, đều có thể bị buộc tội theo luật này. Trung Quốc nói rằng luật an ninh quốc gia cần thiết để khôi phục sự ổn định và trật tự trong trung tâm tài chính toàn cầu. Và người thứ tư là Ray Wong, một nhà hoạt động ủng hộ độc lập và đã trốn sang Đức vào năm 2017 và hiện đang ở Anh. Đây là hình ảnh 4 nhà hoạt động dân chủ bị truy nã còn lại là Ray Wong, Samuel Chu, Lau Hong và Wayne Chan. Anh đã nói với BBC rằng danh sách những người lưu vong bị truy nã đã được đưa ra để đe dọa các nhà hoạt động dân chủ đang cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế hỗ trợ sự nghiệp của họ. Người thứ năm là Lau Hong, một thanh niên 18 tuổi ở Anh, lần đầu tiên nổi tiếng vào tháng 11 năm 2017 khi anh vung một biểu ngữ ủng hộ độc lập bên cạnh nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo vào thứ Sáu 31 tháng 7 là hãy đến bắt tôi ở Anh. Người thứ sáu là Wei Chen, một nhà hoạt động ủng hộ độc lập khác, đang ở một đất nước không được tiết lộ. Anh cũng nói với hãng tin Reuters rằng, đối với tôi, tình huống mà người Hồng Kông phải đối mặt
thậm chí còn nguy hiểm hơn những gì tôi phải đối mặt. Tôi không nghĩ rằng quá nhiều về sự an toàn cá nhân của mình. Và sau khi áp đặt luật an ninh quốc gia một cách gấp rút tại đặc khu hành chính Hồng Kông hồi cuối tháng 6, Trung Quốc đã liên tục siết gọng kìm khống chế Hồng Kông, chà đạp những dấu tích dân chủ cuối cùng tại thành phố châu Á mang tầm quốc tế này. Đây là hình ảnh đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong cuộc họp báo vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga chính thức thông báo hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay do đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đây là quyết định khó khăn nhất trong 9 tháng vừa qua, và cuộc bỏ phiếu bị dời lại đúng một năm và dự trù được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2021. Quyết định rời ngày bầu cử lập pháp thêm một năm được xem là giai đoạn đàn áp kế tiếp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông. Ngay lập tức, quyết định này đã bị phe đối lập ủng hộ dân chủ phản đối, coi đó là cái cớ để tránh thất bại cho phe thân Bắc Kinh. Giới quan sát cũng nhận định đây là quyết định di rời của bầu cử lập pháp thêm một năm xuất phát từ việc Bắc Kinh lo sợ người dân Hồng Kông chút căm phẫn qua lá phiếu như qua cuộc bầu cử đại biểu cấp quận hồi tháng 11 năm 2019. Ngay trước đó, vào hôm 30 tháng 7 năm 2020, chính quyền Hồng Kông đã thông báo với 12 ứng cử viên của phe dân chủ là họ không được quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 9 để bầu lại hội đồng lập pháp, tức là nghị viện của thành phố. Thông cáo chính quyền đặc khu nêu lên các lý do của việc loại các ứng cử viên đó, chẳng hạn như một số ứng viên đã chỉ trích luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông hoặc không chịu công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Và một số ứng viên thậm chí còn bị loại với lý do là họ muốn giành đa số ở hội đồng lập pháp. Và trên thực tế, phe dân chủ đang hy vọng sau phong trào biểu tình rầm rộ vào năm 2019 và sau thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 năm ngoái, họ sẽ có thể giành được đa số ở hội đồng lập pháp mà cho đến nay vẫn do phe thân Bắc Kinh nắm giữ. Và đối với phe dân chủ, việc loại các ứng viên của họ là một vụ gian lận bầu cử chưa từng có trong lịch sử của Hồng Kông. Đây là hình ảnh Hoàng Chi Phong, gương mặt tiêu biểu của phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông, bị loại khỏi cuộc bầu cử hội đồng lập pháp. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 7, Hoàng Chi Phong, gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ tại Hồng Kông đã tuyên bố như sau: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự và chúng tôi hy vọng là thế giới sẽ đứng về phía chúng tôi trong những cuộc chiến đấu sắp tới." Và việc loại các ứng viên trong phe dân chủ thuộc cuộc hội họp hội đồng lập pháp cũng là một bằng chứng mới cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt thêm sự kiểm soát đối với Hồng Kông, mặc dù cựu thuộc địa Anh phải được hưởng một quyền tự trị rộng rãi cho đến tận năm 2047 theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Cũng trong những ngày cuối tháng 7, ngày 29 tháng 7 năm 2020, bốn nhóm sinh viên Hồng Kông thuộc một nhóm đòi độc lập nay đã giải tán, đã bị cảnh sát bắt giữ trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia. Đây là các cuộc bắt bớ đầu tiên nhắm vào những khuôn mặt hoạt động chính trị kể từ khi Trung Quốc áp đặt đạo luật này lên Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Ba nam và một nữ sinh viên tuổi từ 16 đến 21 bị cáo buộc tổ chức và xúi dục ly khai. Cảnh sát cũng đã tịch thu máy ảnh, điện thoại và một số tài liệu. Ông Li Kuai, đơn vị phụ trách thi hành luật an ninh quốc gia mới thuộc cảnh sát Hồng Kông cho biết, các nguồn tin và điều tra của chúng tôi cho thấy nhóm này gần đây đã tuyên bố thành lập một tổ chức ủng hộ độc lập Hồng Kông trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh Tony Chung, cựu lãnh đạo mới của nhóm từng kêu gọi độc lập cho Hồng Kông, là một trong bốn người mới bị bắt vào hôm 29 tháng 7 năm 2020. Các sinh viên bị bắt là cựu thành viên hoặc có liên kết với nhóm sinh viên Student College, một nhóm thanh niên ủng hộ độc lập. Nhóm này đã bị giải tán vào tháng 6 trước khi luật an ninh mới có hiệu lực và cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch từ nước ngoài. Nhưng ông Lee cho biết hoạt động ở nước ngoài vẫn có thể bị truy tố. Ông nói nếu bất cứ ai nói rằng anh ta chủ trương vi phạm luật an ninh quốc gia từ nước ngoài, thậm chí anh ta làm điều đó từ nước ngoài, chúng tôi có thẩm quyền điều tra vào các trường hợp này. Và hình ảnh được đăng trên trang mạng xã hội cho thấy cựu lãnh đạo của nhóm là Trung Hàn Lâm, tức là Tony Trung, 19 tuổi, đã bị còng tay dẫn đi ở quận Nguyên Lãng. Tổ chức Student Localismus cho biết Trung đã bị giam giữ vào khoảng 20 giờ 50 phút giờ địa phương, tức là 12 giờ 50. Các cảnh sát cũng đã thu giữ và mang đi một số đồ đạc, nhóm này nói. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Hoàng Chi Phong cho biết Trung đã bị cảnh sát theo dõi trong nhiều ngày. Anh nói Trung bị bắt vì viết một bài đăng trên trang Facebook về chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc và cáo buộc rằng điện thoại của những người bị giam giữ đã bị hack ngay sau khi họ bị bắt. Hoàng Chi Phong viết trên trang tweet rằng vụ bắt giữ tối nay rõ ràng sẽ gửi một tín hiệu đàn áp
tới các nhóm phát ngôn online của Hồng Kông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020 với bản tin Dân chủ Hồng Kông, Mỹ bảo vệ, Trung Quốc truy lùng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.